thường xuyên mang giày, di chuyển nhiều khiến đôi chân đau nhất. Đừng lo, đã có máy massage chân Elite. Với hệ thống con lăn massage 3 chiều, massage túi khí và nhiệt hồng ngoại, làm giảm đau nhất, thư giãn, đã thông kinh mạch, mang lại cho bạn đôi chân khỏe mạnh, sức khỏe tốt hơn. Hãy sở hữu máy massage chân Elite, giúp massage thư giãn thoải mái mỗi ngày. Siêu thị Đại Gia, trung tâm mua sắm tại nhà,